Bloomberg vừa cho biết tỷ phú tiền mã hóa người Trung Quốc Jihan Wu đang thành lập một quỹ trị giá 250 triệu đô la Mỹ để mua lại tài sản từ các thợ đào Bitcoin gặp khó khăn. Công ty Bitdeer Technologies Holding của Jihan Wu thành lập có kế hoạch đầu tư 50 triệu đô la Mỹ cho quỹ đầu tư nêu trên và sẽ chịu rủi ro nếu quỹ thua lỗ. Nó đóng vai trò như vốn mồi nhằm mục đích gọi vốn thêm 200 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư thay thế, các công ty khác. Compute North, một nhà cung cấp trung tâm dữ liệu lớn cho việc khai thác tiền điện tử, đã đệ đơn phá sản vào tuần trước, trong khi 3 công ty khai thác Bitcoin đang niêm yết ở Mỹ đã chịu các khoản lỗ lên tới 1 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 năm 2022. Một số công ty khai thác chìm trong nợ nần buộc phải giao bán các tài sản, bao gồm các máy đảo Bitcoin với mức chiết khấu cao cho các công ty có sức khỏe tài chính tốt hơn. Giá một số loại máy khai thác đã giảm hơn 50%. Gần đây, Bitcoin CleanSpark Inc đã mua lại một cơ sở khai thác ở Georgia, cũng như hàng nghìn giàn khoan từ một công ty khai thác có tên là Mawson Infrastructure Group Inc. Matt Kong, giám đốc vận hành của Bitdeer cho biết, chúng tôi có thể mua các máy đào với giá rẻ hơn và vận hành chúng trong các cơ sở hiện có với giá điện ổn định và tiết kiệm chi phí, như vậy sẽ có dòng tiền. Trước đó vào tháng 7 năm 2022, Bitdeer đã mua lại Le Freeport, kho tiền được xem là an toàn bậc nhất Singapore với giá 40 triệu đô la Singapore, khoảng 28,4 triệu đô la Mỹ. Đến nay, mục đích mua lại Le Freeport của Bitdeer vẫn chưa được tiết lộ. Về vị tỷ phú Jihan Wu, ông sinh năm 1986 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh với 2 tấm bằng chuyên ngành kinh tế và tâm lý học. Trước khi đến với tiền mã hóa, Wu từng đảm nhiệm vị trí quản lý của một quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc. Năm 2011, Wu đọc được các tài liệu của Satoshi Nakamoto về tiền kỹ thuật số Bitcoin bằng tiếng Nhật. Jihan Wu đã bị thu hút bởi ý tưởng của Satoshi và dịch tài liệu này sang tiếng Trung, đồng thời bắt đầu tập trung nghiên cứu về lĩnh vực mới mẻ này. Sau đó, Wu cùng với Chang Jia, hai người chung đam mê về Bitcoin, đã lập ra trang cộng đồng tiền mã hóa đầu tiên của Trung Quốc, có tên là Babit. Năm 2012, Wu có khoản đầu tư đầu tiên vào Asic Miner, một trong những công ty đầu tiên sản xuất Asic vi mạch chuyên dụng để khai thác Bitcoin do Frycat đồng sáng lập, nhưng sớm mất trắng khoản đầu tư này do những khó khăn về kỹ thuật. Rút ra được những bài học từ sự thất bại của Asic Miner, năm 2013, Wu cùng kỹ sư vi điện tử Micree Zhan quyết tâm thành lập Bitmain. Đến nay, công ty đã phát triển thành nhà sản xuất thiết bị khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Antminer, Antpool, Hashnet. Sau 5 năm hoạt động, Bitmain nhận được khoản đầu tư lên tới 1 tỷ đô la Mỹ từ Tencent và SoftBank. Thương vụ phần nào thể hiện vị thế của Bitmain, nhà sản xuất chip ASIC để đào Bitcoin lớn nhất thế giới. Kể từ khi thành lập, kết quả kinh doanh của Bitmain ít được tiết lộ. Năm 2017, công ty này ghi nhận doanh thu đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ. Một báo cáo được phát hành bởi công ty nghiên cứu đầu tư Bernstein cho thấy Bitmain từng được ghi nhận mức lợi nhuận vượt xa cả tập đoàn công nghệ Nvidia Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, Bitmain từng chiếm đến 80% thị trường thiết bị khai thác tiền mã hóa. Tuy nhiên, đến năm 2019, do những bất đồng với người đồng sáng lập Micree Zhan, Wu quyết định rời khỏi Bitmain và thành lập Matrixport, một công ty dịch vụ tài chính về tiền mã hóa. Để tránh những lệnh cấm giao dịch của Trung Quốc, Wu đã chọn Singapore là nơi đặt trụ sở cho công ty mới thành lập này. Chỉ sau 2 năm hoạt động, Matrixport đã trở thành kỳ lân với mức định giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trong vòng gọi vốn Series C, công ty đã huy động được hơn 100 triệu đô la Mỹ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm lớn như Tiger Global, DST Global, C Ventures. Chagi Yun-sen, CEO Matrixport cũng là nhà đầu tư cũ của Bitmain cho biết, tính đến tháng 3 năm 2021, kỳ lân này đang nắm giữ hơn 10 tỷ đô la Mỹ tài sản của khách hàng và dự định sẽ thực hiện IPO trong 3 đến 5 năm tới. Theo Coin Telegraph, năm 2021, doanh thu của Matrixport đạt đỉnh 7 đến 8 triệu đô la Mỹ và đã tăng gấp đôi số tiền của nhà đầu tư so với năm trước. Bên cạnh việc vận hành Matrixport, Wu cũng đang giữ vị trí chủ tịch của Bitdeer Technologies, tách ra từ Bitmain Technologies khi anh giữ chức tại tập đoàn khai thác chip khổng lồ này. Được biết, Bitdeer đang có kế hoạch IPO tại Mỹ bằng cách sáp nhập với Spark, một dạng công ty rỗng được lập nên với mục đích giúp các doanh nghiệp hoặc startup chưa đủ điều kiện niêm yết có thể IPO tại Mỹ theo một thỏa thuận định giá công ty ở mức 4 tỷ đô la Mỹ. Hiện công ty đang điều hành 5 trung tâm dữ liệu khai thác độc quyền ở Mỹ và Na Uy, phục vụ người dùng từ hơn 200 quốc gia và khu vực.